Hàn Quốc ghi nhận 2 ca tử vong liên quan tới biến thể Omicron. Ngày 3 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 2 ca tử vong có liên quan tới biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Theo giới chức y tế, thành phố Gwangju nằm cách thủ đô Seoul 329 km về phía nam. Hai bệnh nhân mắc COVID-19 đều ở độ tuổi 90, mới tử vong gần đây, đã có xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron. Hai bệnh nhân này gồm một người tử vong vào ngày 27 tháng 12 năm 2021 và người kia tử vong vào ngày 29 tháng 12 năm 2021 đều có xét nghiệm dương tính tại một bệnh viện điều trị người cao tuổi trong thành phố. Đây được cho là những ca tử vong đầu tiên tại Hàn Quốc có liên quan tới biến thể Omicron. Giới chức y tế Hàn Quốc đang làm rõ nguyên nhân chính xác 2 ca tử vong này.